Hello, xin chào cả nhà. Thì ở trong video này, Aden sẽ hướng dẫn cho mọi người về một cái trang web công cụ để giúp các bạn quản lý vốn khi chúng ta hold và nắm giữ các cái đồng coin hay là các đồng token hoặc thậm chí là bất kỳ một loại tiền tệ tài sản nào khác. Thì đó chính là trang web coinchecking.info như ở trên hình đây. Và với cái trang web này thì bạn sẽ liệt kê danh mục các cái đồng coin mà mình đang nắm giữ lên trên đây. Thì bạn sẽ có thể biết được chính xác là hàng ngày mình đã lời lãi ra sao theo cái số đô hoặc là theo cái số bitcoin mà các bạn muốn của từng cái đồng coin mà mình đang nắm giữ hoặc là của toàn bộ cái danh mục hold của bạn. Mà các bạn không cần phải mất công đi check giá của từng đồng coin ở trên các sàn hay là trên trang CoinMarketCap rồi tính xem là mình đã lời lỗ như thế nào từ cái lúc mình mua. Thì cái việc đó nó rất là mất thời gian. Còn với cái trang web này thì chúng ta chỉ mất tầm 3 giây để chúng ta biết được là mình đã lời lãi ra sao. Thì ngoài ra nó còn có cả app ứng dụng ở trên điện thoại cho iOS và Android để chúng ta theo dõi bất cứ lúc nào. Nó rất là tiện lợi. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có những cái biểu đồ phần trăm để các bạn xem xét là mình đã phân bổ vốn hợp lý hay chưa cho từng cái nhóm đồng coin như thế nào. Nó cực kỳ hiệu quả. Thì bây giờ Aden sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để chúng ta sử dụng cái trang web này. Đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào trang web coinchecking.info như ở đây. Đường link của trang web thì Aden có để bên dưới video thì các bạn có thể ấn vào. Thì sau đó chúng ta ấn vào cái phần là Login Register ở đây. Rồi các bạn kéo xuống. Các bạn chọn vào Set for Free. Rồi các bạn điền một cái username tùy ý mà các bạn muốn chọn. Rồi các bạn điền mật khẩu và email của các bạn. Đây mình sẽ điền cái email này của mình. Sau đó các bạn ấn vào Sign Up Now. Thì như ở đây, nó yêu cầu là các bạn chọn cái đồng tiền tệ mà bạn sẽ sử dụng và cái ngôn ngữ. Thì cái này các bạn có thể bỏ qua cũng được. Hoặc là các bạn cứ ấn vào Enter. Các bạn đợi một chút. Và tiếp theo, như ở đây, ở trong cái phần Account bên này, ở trong cái mục Upgrade Account thì các bạn sẽ thấy cái trang web này nó có 3 cái mức sử dụng, đó là Unlimited, Pro và Free. Nhưng nếu mà các bạn chỉ hold thôi thì chúng ta chỉ cần dùng cái mức Free này, cái mức miễn phí này là đủ rồi. Và cái mức này nó cho chúng ta là nhập dữ liệu tối đa là 200 lần. Thì như vậy các bạn có thể nhập vào đây là 200 đồng coin. Mà mình nghĩ là các bạn hold đến tận khoảng 200 đồng coin thì cũng rất ít bạn phải hold đến tầm đó. Bình thường thì nhiều lắm cũng chỉ vài chục đồng. Nên chúng ta chỉ cần dùng cái bản miễn phí này là đủ rồi. Còn cái mức Pro này thì nó sẽ cho là 3.500 lần nhập. Còn Unlimited thì nó không giới hạn. Ngoài ra thì anh chị nào mà chơi muốn quản lý lãi lỗ của các cái tài khoản chơi thì có thể mua cái mức Pro hoặc là mức Unlimited này. Bởi vì khi chúng ta chơi Ancoin, nhiều khi ta không để ý, có khi ta lãi được về cái số Bitcoin, nhưng mà theo cái số đô thì chúng ta lại lỗ. Thì anh chị có thể mua vào một trong hai cái gói này và nhập cái API của các cái sàn vào cái trang web này. Thì bất kỳ một cái lệnh chơi nào của anh chị ở trên các cái sàn đó thì nó cũng được tự động ghi vào đây. Và anh chị sẽ quản lý nó rất là dễ, là bất kỳ tại cái thời điểm nào thì mình cũng đang biết là mình đang lãi hay là lỗ. Thì dưới này là các cái mức giá cụ thể của các cái gói đó, cũng khá là mắc. Nó yêu cầu là thanh toán bằng Bitcoin. Thì như cái gói Unlimited cao nhất này, nếu mà mua trọn đời thì nó sẽ có giá khoảng vài ngàn đô. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái trang web này để quản lý cái danh mục hold thôi thì cái gói miễn phí này nó là quá đủ cho chúng ta rồi. Và tiếp theo, ở trong cái phần account, các anh chị chọn account setting thì anh chị cần phải xác nhận cái địa chỉ email của mình. Thì các anh chị ấn vào cái verify your email here ở đây. Thì nó sẽ gửi về email cho chúng ta một cái mã. Các anh chị vào phần email của mình. Các bạn, anh chị ấn vào cái email của CoinChecking ở đây. Và dán cái mã này sang bên kia. Rồi ấn confirm. Thì như vậy là cái địa chỉ email của chúng ta nó đã được xác nhận. Và nếu muốn bảo mật hơn nữa thì ở đây nó có cái phần là setup two step verification, đó là bảo mật hai lớp 2FA. Thì anh chị hãy bật nó lên để tránh cho ai đó có thể vào xem cái nội dung ở trong cái tài khoản của mình.
Thì như vậy là chúng ta đã đăng ký xong cái tài khoản. Và tiếp theo thì bạn hãy ấn vào cái phần dashboard. Thì đây nó là cái giao diện chính của cái trang web này. Hiện tại thì nó chưa có gì, tại vì chúng ta chưa nhập cái dữ liệu nào vào đây cả. Vậy thì để nhập dữ liệu của các đồng coin của chúng ta đang nắm giữ vào đây, thì các bạn sẽ chọn cái phần Enter Coin ở trên này. Rồi các bạn chọn vào cái mục là Overview and Manual Import. Đó. Sau đó các bạn ấn vào cái New ở đây để chúng ta thêm một cái đồng coin mới. Thì ở đây mình giả sử là vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2018 thì mình đã mua vào khoảng 2 Bitcoin ở giá 8.300 đô chẳng hạn. Thì mình sẽ chọn ở đây là cái ngày mùng 10 tháng 5 để mình lưu lại cái lịch sử mua bán của mình, để sau đó thì mình có thể nhớ được là mình mua các đồng coin đó vào cái lúc nào. Tiếp theo, ở trong cái phần buy này, tức là cái phần mua, thì mình sẽ điền vào đây là cái số lượng là 2. Amount là cái số lượng vì mình đã mua 2 Bitcoin. Và ở cái ô bên dưới này thì mình sẽ điền là BTC, tại vì đây là cái mục chúng ta mua. Thì các bạn chọn Bitcoin ở đây thì nó sẽ hiện ra cái Bitcoin chúng ta. Tiếp theo, ở cái phần sell bên này thì đó là cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để mua Bitcoin. Vì mình đã mua 2 Bitcoin với giá là 8.300 đô nên tổng cái số tiền mình bỏ ra sẽ là 8.300 đô nhân với 2, đây là 16.600 đô. Thì mình sẽ điền vào cái ô này là 16.600. Còn cái ô bên dưới này, vì mình mua Bitcoin là mua bằng đô nên mình sẽ điền vào đây là USD. Thì nó sẽ hiện ra ở đây là US dollar. Thì đây là đô la Mỹ. Và mình sẽ chọn cái đô la Mỹ ở đây. Chúng ta sử dụng là 16.600 đô la Mỹ để chúng ta mua 2 Bitcoin. Thì các bạn sẽ điền như thế này. Còn ở bên dưới này thì các bạn có thể điền những cái thông tin chi tiết như là các bạn mua nó ở cái sàn nào, cái phần exchange này. Chúng ta ghi chú nó lại để mình nhớ rõ. Hoặc là chúng ta lưu ở chỗ nào thì các bạn ghi vào đây để chúng ta nhớ là từng cái đồng coin của chúng ta đang được lưu ở đâu. Còn cái phần trading fee này thì chúng ta không cần điền được. Đây nó là cái phí giao dịch. Thì nó sẽ tự tính cho chúng ta vào tổng ở cái này. Xong rồi chúng ta ấn vào cái phần Add Transaction ở dưới này để nhập cái dữ liệu đó vào cái tài khoản của chúng ta. Thì nó sẽ hiện ra đây là chúng ta đã mua 2 Bitcoin với tổng số tiền là 16.600 đô vào ngày 10 tháng 5 năm 2018. Rồi chúng ta sẽ quay trở về cái phần dashboard để xem. Thì các bạn sẽ ấn vào cái click here này để nó update cái dữ liệu của mình. Đó, nó đã update xong cái dữ liệu của chúng ta. Thì ở đây, đây là cái giá trị tổng tài sản của chúng ta quy theo đô la ở cái giá hiện tại. Và ở trong này là quy theo cái số Bitcoin. Còn cái chỗ này là tổng cái số tiền mà tính theo đô và theo Bitcoin mà chúng ta đã bỏ ra để mua cái số tài sản này. Còn bên này là cái số tiền lãi hiện tại của chúng ta theo đô và theo Bitcoin. Nếu nó là số dương có nghĩa là chúng ta đang lãi, còn nếu nó là số âm thì có nghĩa là chúng ta đang lỗ. Ở đây nó có lãi là bởi vì vừa nãy thì Anden đã điền cái số Bitcoin mà chúng ta mua, đó là mua ở giá là 8.300 đô mà cái giá hiện tại của Bitcoin ở đây là 8.700 đô. Như vậy là chúng ta đã có lãi, là từ 2 Bitcoin đó chúng ta đã lãi được là 942 đô ở đây, tức là 0.11 Bitcoin. Thì đó là những cái thông số mà các bạn cần phải lưu ý. Ở đây là cái tổng số tiền mà chúng ta đã đầu tư này, tổng giá trị ở thời điểm hiện tại này. Còn đây là cái số lãi lỗ của chúng ta ở thời điểm hiện tại này. Còn đây là cái giá Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Và mình sẽ nhập thêm một cái ví dụ để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái đó. Các bạn ấn lại vào cái phần Overview này, Import. Thì bây giờ mình giả sử là mình muốn mua một cái đồng altcoin mà nó không thể mua được trực tiếp bằng đô, mà chỉ có thể mua được bằng Bitcoin thôi. Thì mình sẽ lại ấn vào cái New này. Thì ở cái ô bên Sell này thì chúng ta sẽ điền là BTC, nghĩa là Bitcoin. Các bạn chọn Bitcoin ở đây. Thì mình ví dụ là mình bỏ ra là 0,5 Bitcoin để mua một cái đồng altcoin nào đó. Mình ví dụ là cái đồng Wave chẳng hạn. Thì bạn gõ Wave ở đây. Chúng ta chọn cái Wave coin này. Thì mình ví dụ là mình lấy 0,5 Bitcoin ra, mình mua được tầm khoảng là 700 đồng Wave đi. Thì chúng ta điền như vậy thì nó sẽ tự tính cho các bạn là cái giá mua của các bạn là bao nhiêu.
rồi các bạn ấn vào cái Add Transaction này. Thì như vậy là chúng ta đã bỏ ra là 0,5 Bitcoin để mua được 700 đồng Whey ở đây. Thì như vậy các bạn ấn ra cái phần dashboard ở bên ngoài này. Các bạn ấn vào cái phần update này để nó update cái dữ liệu mà chúng ta vừa nhập vào. Thì dưới đây nó là thống kê những cái đồng coin mà chúng ta đang sở hữu. Thì Bitcoin lúc đầu chúng ta mua là 2 Bitcoin. Nhưng sau đó chúng ta lấy 0,5 Bitcoin, chúng ta mua lấy 700 cái đồng Whey này, thì nó sẽ tự tính nó trừ đi 0,5 trong cái số Bitcoin của chúng ta. Thì ban đầu chúng ta mua 2 đồng, sau đó trừ đi 0,5 đồng mua đồng Whey, thì hiện tại nó tính cho chúng ta là chúng ta còn là 1,5 đồng Bitcoin. Thì hiện nay như ở đây là chúng ta còn 1,5 Bit sau khi trừ đi 0,5 Bit đã mua cái đồng Whey này. Còn USD ở dưới này là tổng cái số tiền mà chúng ta đã nạp vào đây để chúng ta mua các cái đồng coin. Và với các cái đồng coin khác thì nó cũng tương tự. Nếu mà mua bằng USD thì chúng ta sẽ điền ở cái phần sell là USD. Còn nếu mà mua bằng Bitcoin thì chúng ta sẽ điền đó là Bitcoin. Thì như ở đây nó vẫn hiện là 2 BTC, tại vì đây nó là cái bảng lịch sử. Còn để mà thống kê ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta phải xem cái phần dashboard kia. Thì mình sẽ lấy ví dụ thêm là mình sẽ mua thêm một cái đồng coin nữa. Mình ví dụ là mình mua khoảng 0,5 Bitcoin. Mình lấy 0,5 Bitcoin, mình mua được khoảng tầm 60 cái đồng NEO thì chẳng hạn. Đó, các bạn ấn Add vào thì nó sẽ lại trừ đi thêm 0,5 Bitcoin của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ còn chỉ là 1 Bitcoin thôi, tại vì chúng ta lấy 0,5 Bitcoin để đi mua đồng Whey và 0,5 Bitcoin để đi mua đồng NEO. Thì như vậy trừ đi chúng ta chỉ còn 1 đồng Bitcoin thôi. Còn khi mà có lãi thì các bạn lại bán cái đồng Whey hay cái đồng NEO này sang lại cái đồng Bitcoin, thì các bạn làm ngược lại, là bên cái phần buy này thì các bạn để là Bitcoin, còn bên bán, cái bên sell này thì các bạn sẽ để là Whey hoặc là NEO. Đó là những cái đồng coin mà các bạn muốn bán sang cái đồng Bitcoin này. Còn tiếp theo, ở trong cái phần dashboard này, các bạn lại ấn vào cái phần cập nhật. Thì như ở đây là vì chúng ta lấy luôn cái số Bitcoin mà chúng ta đã có sẵn để chúng ta mua hai cái đồng altcoin kia. Có nghĩa là chúng ta không nạp thêm đô vào, nên cái chỗ này nó vẫn là 16.600 đô ban đầu. Còn ở đây, cái biểu đồ tròn này là phần trăm của các cái đồng coin trên tổng số tiền mà chúng ta đang nắm giữ, để giúp các bạn quản lý danh mục tài sản của mình cho nó hợp lý. Như ở đây thì là Bitcoin là chiếm 50% này, Whey là chiếm khoảng 26,8% này, còn NEO đang chiếm khoảng 23%. Còn ở dưới này là những cái biểu đồ khác mà các bạn cũng có thể nghiên cứu, nó khá là hữu ích. Còn bên này là bảng theo dõi giá của các cái đồng coin mà chúng ta đang nắm giữ. Ở đây các bạn để mặc định thì nó là các bạn sẽ đang xem giá theo cái giá trị đô la. Còn nếu bạn muốn xem giá Bitcoin thì các bạn ấn vào cái phần trên này. Các bạn ấn vào in BTC thì nó sẽ hiện ra đây là giá của các đồng coin mà chúng ta đang nắm giữ theo cái giá trị là BTC. Còn ở dưới cùng này, đó là cái lịch sử giao dịch, lịch sử nhập liệu của chúng ta sau những cái lần mà chúng ta nhập những cái đồng coin đó vào đây, thì nó sẽ hiện cái lịch sử ở cái phần này. Đó, các bạn cần chú ý những cái điểm đó. Còn nếu mà các bạn bây giờ các bạn lấy USD, các bạn mua trực tiếp một cái đồng altcoin nào đó, ví dụ các bạn lấy USD, các bạn mua thêm, các bạn lấy 1.000 USD, các bạn mua thêm cái đồng ETH chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ cộng thêm vào cái số đô mà các bạn đã đầu tư vào đây. Thì ví dụ mình đầu tư thêm 1.000 đô để mình mua trực tiếp cái đồng ETH bằng đô, thì nó sẽ cộng thêm vào đây là 17.600 đô chẳng hạn. Thì đó. Còn nếu mà các bạn dùng cái số Bitcoin có sẵn để các bạn mua các đồng altcoin khác, thì có nghĩa là chúng ta chưa nạp thêm cái tiền đô vào đây, nên tổng cái số đô của chúng ta nó vẫn là, tổng cái số đô đầu tư của chúng ta nó vẫn là như thế này. Còn đây là cái số giá trị của các đồng coin ở thời điểm hiện tại. Còn đây là cái số lãi của chúng ta. Còn đây là cái giá Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Và còn một cái phần quan trọng nữa mà các bạn nên để ý ở cái phía trên này, đó là cái phần reporting ở trên này, đó là cái phần báo cáo. Rồi các bạn chọn ở đây là release and unrelease gain, thì các bạn ấn vào đây. Thì đây nó sẽ là cái phần báo cáo lãi lỗ chi tiết của từng cái đồng coin từ lúc các bạn mua cho đến cái thời điểm hiện tại. Thì nhìn vào đây các bạn có thể thấy là các cái đồng coin mà chúng ta đang mua, thì cái cột đầu tiên này đó là cái số lượng. Thì ban đầu chúng ta mua là 2 Bitcoin,
Sau đó chúng ta lấy một Bitcoin ra để mua Wave và Neo thì bây giờ chúng ta còn là một Bitcoin. Cột tiếp theo là cái cột cost per unit này, là cái giá mua vào của chúng ta cho mỗi cái đồng coin đó. Ở đây nó đã tính cho chúng ta theo cái giá là USD. Kể cả các bạn mua Wave và Neo bằng BTC nhưng mà cái trang web này nó vẫn sẽ tự tính ra cho các bạn là các bạn mua hai cái đồng này ở cái giá bao nhiêu, tính theo cái giá trị là đô la. Còn nếu các bạn muốn xem theo cái giá Bitcoin thì các bạn sẽ chỉnh ở trên này. Ở cái phần này các bạn chọn là in BTC ở đây. Thì nó sẽ hiện ra chúng ta là cái giá mà chúng ta mua ở BTC là bao nhiêu. Đó. Cái trang web này nó cực kỳ tiện lợi ở cái điểm đó. Các bạn sẽ có thể quản lý là mình đang lời lãi bao nhiêu ở đô và lời lãi bao nhiêu ở USD để chúng ta có cái chiến thuật chúng ta chốt ra cho nó hợp lý là chúng ta nên giữ BTC. Chúng ta nên chốt các cái đồng altcoin ra BTC ở thời điểm hiện tại hay là chúng ta nên chốt nó thẳng ra đô luôn. Thì cái trang web này nó có một cái điểm để chúng ta phân biệt rõ những cái đó. Các bạn nhìn vào cái bảng này các bạn sẽ hiểu. Và cái cột tiếp theo, cái cột current price là cái giá của các cái đồng coin này ở thời điểm hiện tại. Và cái phần trăm bên dưới này là cái sự thay đổi giá ở trong vòng 24 giờ. Còn cái cột trên bên này là cái phần trăm lãi lỗ từ cái giá ban đầu của chúng ta cho đến cái mức giá ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa là từ ban đầu mình mua Bitcoin với giá là 8.300 đô thì đến cái giá hiện tại là mình đang lãi được 5.6%. Còn Wave từ cái giá này mình mua thì đến cái giá hiện tại này mình đang lãi là 7.5%. Và tương tự thì NO cũng vậy, mình mua từ giá 73 đô thì giá hiện tại của nó đang là 68 đô thì mình đang lỗ là 6%. Còn ở dưới này là tổng cái phần trăm lãi lỗ của cả cái danh mục này, có nghĩa là cả cái danh mục này mình đầu tư thì mình đang lãi là 3%, có đồng lãi có đồng lỗ nhưng mà tổng vào thì mình đang lãi là 3%. Tiếp theo, cái cột cost ở bên này là cái số tiền ban đầu chúng ta bỏ ra để mua từng cái đồng coin. Như đầu tiên là Bitcoin mình mua với giá là 8.300 đô cho một Bitcoin. Đầu tiên mình bỏ ra là 16.600 đô để mua 2 Bitcoin. Thì sau đó mình lấy một Bitcoin ra để mình mua các altcoin. Thì bây giờ nó còn là một Bitcoin ở đây. Thì tổng cái một Bitcoin này ban đầu mình mua với giá là 8.300 đô. Còn Wave, tổng cái số tiền ban đầu mình bỏ ra để mua Wave là 4.300 đô. Tổng cái số tiền ban đầu mình bỏ ra để mua Neo cũng là 4.300 đô. Tiếp theo, cái cột Current Value đó là cái tổng giá trị của các cái đồng coin này ở thời điểm hiện tại. Thì hiện tại giá trị của một Bitcoin này của mình nó là 8.700 đô. Còn cái giá trị của tổng cái số đồng Neo này của mình ở thời điểm hiện tại là 4.100 đô. Còn cái cột Unrealized Gain or Loss này thì đó là cái cột cho thấy tổng chúng ta đang lãi hay là lỗ bao nhiêu ở cái thời điểm hiện tại tính theo cái số đô. Còn nếu mà các bạn muốn biết là mình đang lãi hay lỗ bao nhiêu của từng đồng coin theo cái số BTC thì các bạn vẫn chỉnh ở trên này. Thì nó sẽ chỉnh ở đây chúng ta là lãi hay lỗ ở BTC là chúng ta là bao nhiêu. Còn cái cột cuối cùng là cái cột cho thấy là khi mà chúng ta chốt lãi hay là chốt lỗ ra thì nó sẽ hiện ra cái số đó ở đây. Ví dụ như là mình đầu tiên là mình mua 2 Bitcoin, sau đó mình bán một Bitcoin đi để mình mua được cái số Wave và cái số Neo ở đây. Thì cái số lãi và lỗ của cái số một Bitcoin mà mình đã bán đi đó thì nó là cái phần này. Thì nó sẽ hiện ra đây cho các bạn. Còn ở dưới này là tổng lãi lỗ và tổng giá trị của các cái đồng coin mà các bạn đang giữ. Ví dụ ở đây tổng lãi là của cái đồng Bitcoin này các bạn là 468 đô. Còn tổng lãi của Wave là 330 đô. Còn Neo thì đang lỗ nhưng mà tổng lãi thì chúng ta đang lãi là 520 đô. Thì cái bảng này nó sẽ thống kê cho các bạn rất là rõ ràng ở đấy. Là tổng cái danh mục của chúng ta có rất nhiều đồng coin, có đồng lãi, có đồng lỗ. Nhưng mà tổng lãi chung thì chúng ta sẽ nhìn được là chúng ta đang lãi hay lỗ. Và với cái bảng này thì với những cái đồng coin các bạn thấy là nó bay rồi. Các bạn nhìn được cái số phần trăm thay đổi so với giá ban đầu mà chúng ta đã mua. Nếu mà nó lãi nhiều rồi thì các bạn có thể xem xét để chốt ra. Và các bạn chuyển sang danh mục của những cái đồng coin mà nó chưa tăng giá. Để sau đó tăng giá thì nó sẽ sinh ra cái lãi kép cho các bạn. Hoặc là khi các bạn thấy cái phần trăm này thay đổi quá nhiều rồi mà các bạn lãi rất nhiều rồi thì các bạn có thể xem xét để chốt ra cái số tiền vốn ban đầu mà chúng ta đã mua. Có nghĩa là chúng ta sẽ để lại cái số tiền lãi của chúng ta ở đó và các bạn rút cái số tiền vốn về thì nó sẽ rất là an toàn và cái tâm lý của chúng ta nó cũng thoải mái. Lãi hay lỗ là chúng ta không quan tâm.
Thì như vậy là mình đã giới thiệu xong với các anh chị về công cụ quản lý vốn cực kỳ hiệu quả, đó là coinchecking.info. Thì anh chị có thể sử dụng nó để áp dụng trong quá trình hold và nắm giữ các đồng coin của mình để biết là mình đang thực sự lãi hay là lỗ, cực kỳ tiện lợi và hiệu quả. Hoặc nếu anh chị nào chơi nhiều thì cũng có thể xem xét để sử dụng công cụ này để biết được tổng cái danh mục chơi của mình ở các cái đồng coin nó đang lãi hay lỗ theo cái số Bitcoin và theo cái số đô. Thì Alan mong là các anh chị và các bạn có thể áp dụng hiệu quả cái công cụ này trong cái quá trình giao dịch mua bán của mình để xác định lãi lỗ cho nó hợp lý.